Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối đọc truyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp Đêm Trăng Đội Mạng, tác giả Thảo Trang. Huy mong rằng khi nghe truyện, mọi người hãy bỏ một chút thao tác nhỏ ra, nhấn like video và đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo truyện mới nhé. Huy xin cảm ơn. Đêm Trăng Đội Mạng, tập 4. Ông bà Bá Hùm đã trở dậy từ lúc trời còn chưa sáng. Bà Bá mặc chiếc áo ngủ thân màu đen tuyền, ngồi im lặng trước gương trong lúc chờ đứa hầu gái vấn tóc cho. Giống vậy, việc vấn tóc bà có thể tự làm được. Thế nhưng từ khi trở thành mệnh phụ phu nhân giàu có, móng tay bà nuôi dài cả tấc, việc sinh hoạt đơn giản nhất cũng phải có người giúp đỡ. Ngày thường giống là cô Sen vẫn hầu hạ bà, thế nhưng hôm nay bà vừa mở mắt ra đã thấy đứa hầu đứng khúm núm bưng chậu thau nước nóng đi vô. Nhìn con bé người hầu lóng ngóng mấy lần làm sổ tóc, bà Bá Hùm khẽ cau mày trách nó. Sao vậy? Cứ từ từ mà vấn đi. Con bé cúi gập mặt lý nhí xin lỗi bà. Đoạn bà cất giọng nói tiếp. Vậy chứ cái Sen đâu? Bảo nó vô đây cho bà. À, chào bẩm, chị Sen từ sáng sớm đã đi sang nhà ông Tầm để giúp việc lo hậu sự rồi. Chị ấy bảo bên ấy không có người giúp mà. Vậy chứ cậu đâu? Cậu Điền dậy chưa? Dạ bẩm bà, con trông thấy cậu Điền đã sang đó từ hôm qua, cả đêm không thấy về. Ông Bá Hùm đủng đỉnh ngồi bên cạnh bàn uống trà, vừa nghe thấy vậy thì liền góp chuyện vô. Thằng Điền nó còn ở bên đó để giúp cho người ta, dẫu sao cũng là người một nhà. Còn việc mộ của con bé Tu Lan bị đào bới rồi chức lên trên thuyền đó, tôi cũng đã sai đám người ăn kẻ ở, không được bếp xếp với ai. Đêm qua cũng đã chôn cất rồi, chờ mấy ngày nữa đủ 49 ngày là làm lễ thôi, coi như yên chuyện. Bà Bá Hùm nhìn chồng qua tấm gương trước mặt rồi hỏi. Vậy lão Khâm đã trở về chưa? Ông sai lão ấy đi tới chùa để xin nhốt vong từ mấy hôm trước, không biết mọi sự như thế nào rồi. Ờ, bà thì biết cái gì. Từ thôn này tới Hàm Long ở vùng Kinh Bắc cũng phải mất mấy ngày đi đường. Hơn nữa đây là một chuyện quan trọng, còn phải nhờ sư thầy làm phép, đâu phải đến một ngày hai ngày là xong chứ. Bà không thấy đó sao? Vong chưa kịp nhốt, trùng tang còn chưa kịp qua giải thì người trong họ của ta đã chết rồi. Nếu việc này không xong đó thì lại có thêm người chết nữa chứ chẳng chơi. Con bé lại làm sổ tóc ra. Bà toan trách mắng nó, nhưng một dòng suy nghĩ khiến cho bà quên mất sự tình lạc vặt trước mắt. Bà lại ngắm nhìn cái móng tay dài của mình, trong mắt ánh lên một tia phức tạp. Dường như ông Bá còn định nói thêm điều gì đó, thế nhưng lúc ấy tiếng chim lợn từ đâu dội tới, tạo thành một tràng âm thanh ai quán tới rợn người trong cái buổi sáng âm u lạnh lẽo. Bà Bá run run hỏi. À, cái tiếng gì vậy? À, bẩm bà, chỉ là tiếng chim lợn thôi mà. Ông bà Bá nhìn nhau trong lòng đầy lo lắng. Tiếng chim lợn và tiếng quạ kêu thảm thiết bên bờ biển đều chẳng xa lạ gì so với người dân của thôn Bạch Linh. Chỉ có điều chưa bao giờ người ta nghe thấy tiếng kêu ấy dội vào trong không trung, tạo thành thứ âm thanh quỷ dị như vậy, báo hiệu cho những biến cố đương ập tới sau. Dân trong thôn Bạch Linh có lệ, hễ có người chết là quan tài phải đi vòng qua bờ biển rồi đặt trên bờ cát. Những người dân trong thôn đều đồng loạt khấu đầu, coi như thay người chết vái chào dưới đất. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, đám phu khiêng quan tài lắc đầu nhìn nhau. Trận mưa dữ dội như thế này hệt như cái ngày con bé Hương nó chết. Lại nhắc tới cái chết oan uổng, từ độ ấy trong thôn tràn ngập những lời đồn đại kỳ lạ.
Mấy người đánh cá đêm kể cho nhau nghe những cái bóng thấp thoáng đi đi lại lại trên bờ cát, chạy dài tới rừng thông tĩnh mịch. Ban đầu người ta chỉ thấy hồn ma của người đàn bà lang thang thất thiểu trên bờ cát với sợi dây rốn dài lòng thòng phất phơ ở khoang bụng. Ai cũng biết đó là hồn ma thị chu vất vưởng. Ấy vậy mà những ngày sau đó, trời còn chưa tối hẳn đi, người trong thôn đã nhìn thấy những đốm lửa ma trơi lập lòe ở bên hốc đá. Mà nào đã hết đâu, người ta còn nghe thấy tiếng cười nói của lũ trẻ con văng vẳng như cõi âm ti vọng dậy. Có những lúc chúng gọi nhau ý ới, có những lúc chúng chơi trốn tìm, lại có lúc tét lên thất thanh. Tiếng vang xin của chúng lấn át cả sóng biển rì rào. Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai lăm. Sò ơi, tao ở đây mà. Con lại mợ, mợ đừng giết con. Ta con về với mẹ con đi. Ôi, mực ơi, nó mồi ruột tao rồi. Ve vẻ vè ve, mèo con mở mắt, là tao giết mày. Trẻ con trong thôn nghe thấy âm thanh đó, sợ tới nỗi mất ăn mất ngủ. Ngay cả người lớn cũng chẳng dám bước ra khỏi nhà nửa bước. Đám dân chạy lưới bỏ hẳn việc câu mực vào ban đêm. Người ta chỉ trông bụng đi từ lúc sáng sớm và trở về trước khi mặt trời lặn xuống. Quang cảnh tấp nập ngày trước bây giờ trở nên hiu quạnh dần đi. Chỉ có những ánh đèn lồng treo trước hiên nhà của người dân trong thôn bay phất phơ trước gió. Có lẽ vì sợ quỷ sự mà đám tang của thằng Tám diễn ra một cách chóng vánh. Cuối giờ thình hôm đó, đoàn người lặng lẽ đưa tang trong cơn mưa nặng hạt. Thằng Đạt và cái Ngần khoác áo tơi lẫn trong đám đông. Tiếng kèn trống nổi lên inh ỏi, tiếng sóng biển, tiếng gió, tiếng mưa, chẳng thể nào át được tiếng khóc của người mẹ tội nghiệp. Ông Tầm lầm lũi đỡ vợ, toàn thân bà Thoa ướt nhẹp đi, đôi mắt bà sưng đỏ lên vì khóc. Khi đi tới gần mấy cái mỏm đá nằm bên cạnh bến thuyền thì đột nhiên thằng Đạt giơ tay chỉ về phía trước, miệng hét lớn: Ở kia có cái gì kìa. Đoàn người sững lại, nhất loạt nhìn theo hướng tay của nó chỉ. Một mảnh cát trắng phao lúc này đã bị nhuộm đỏ đi. Một thân người nhỏ xíu khoác áo tơi nằm gục trên đó. Cậu Điền vội vàng dẫn đám gia nhân chạy tới xem có chuyện gì. Vừa tới nơi thì thằng bé gia nhân đã chợt mình kêu lên: Ê, cái áo tơi kia giống áo tơi nhà tao quá cậu Điền ơi. Trong ngực cậu Điền đập lên liên hồi. Cậu khẽ chăm chú nhìn người trước mặt. Người này mặc một chiếc áo tơi được ngâm nước quả phang, tạo ra cái màu đỏ ẩn. Bên trên có đội chiếc nón ba tầm đã bẹp đi một nửa, thân trước vùi xuống cát, phần lưng hướng lên trời. Nếu ai không biết nhìn thoáng qua còn tưởng rằng người đó đương ngủ say. Loại áo tơi ngâm quả vang này vốn được ông bá nghĩ ra để phân biệt gia nhân nhà mình với những người khác. Lúc này ông bá cũng tập tễnh đi tới. Tự ông cầm chiếc ô rồi nhìn đăm đăm xuống bờ cát toàn là máu thôi. Theo sau ông là bà Bá và cô Sen. Gương mặt của ai cũng đều toát lên sự sợ hãi. Ông bá thoạt nhìn thấy con trai thì liền hỏi: Nè, chuyện này là sao vậy? Cậu Điền lặng thinh. Đám người đưa tang vẫn đứng im lặng hóng chuyện. Tiếng kèn trống đã dứt từ lúc nào. Một lúc sau cậu mới cất lời: Bẩm thầy, gia nhân nhà ta còn ai ở nhà hay không? Còn chứ. Còn mấy đứa người ở mới giàu làm đương ở nhà đó. Cậu Điền không nói gì thêm. Cậu cúi xuống lật người kia lại. Cùng lúc đó thì một tia sét rạch ngang trời, hòa chung với tiếng thét thất thanh của cô Sen lẫn bà Bá. Dưới màn mưa trả trích, xác của con bé hậu gái mới vấn tóc cho bà Bá buổi sáng sớm đã nằm còng queo trên bãi cát. Miệng của nó bị ai dùng kim khâu chặt, tạo thành một đường nham nhở. Ổ bụng tuy không bị môi ra,
nhưng vạt áo ngủ thân bị xé toang để lộ ra phần ngực đen đúa gầy gò. Ngay cả tới đôi mắt cũng bị khâu lại một cách nham nhở. Máu từ hốc mắt chảy xuống như muốn nhuộm đỏ cả gương mặt của người xấu số. Cậu Điền giật mình lùi lại vài bước. Máu của con bé người hầu dướng vào tai cậu. Một mùi máu tanh bốc lên khó tả. Thằng Đạt và cái Ngần đã chạy tới từ lúc nào. Cái Ngần thảng thốt nói: Trên bụng chị ấy có cái chữ gì kìa. Mấy người trong thôn tò mò xúm lại. Ông Bá Hùng nhanh trí dùng ô che ổ bụng để tránh nước mưa làm nhòe đi mất. Cậu Điền cúi xuống nhìn cho kỹ. Từ phần ngực tới rốn của cái thi hại, có ai đó đã viết lên một dòng chữ bằng mực tạo: nỗi hận của ta vẫn chưa vơi đâu. Đám đông lặng đi vì kinh ngạc xen lẫn với sợ hãi. Gương mặt ông Tầm lúc này trắng bệch, chẳng còn một giọt máu nào. Cậu Điền nhìn ông có thoáng chút nghi hoặc. Trong đám đông có tiếng xì xầm: trời ơi, lại là người nhà của ông Bá chết nữa. Lạ ha, bữa nay đâu phải đêm trăng long gì đâu. Ác quá, đã giết người mà còn khâu miệng, cậu mắc người ta lại nữa. Mọi người nhìn nhau đầy nghi kỵ, ánh mắt đổ dồn cả vào ông Bá và ông Thầm. Cậu Điền hắn giọng với đám gia nhân sợ sệt đang đứng ở phía sau: nè, một người đi báo quan, ba người còn lại túc trực bên cái xác chờ quan tới. Còn đâu tất cả tiếp ra nơi hạ huyệt đi, chần chờ ở đây như thế này thì tới bao giờ đây? Đoàn người lại lục tục đi. Cơn mưa khi nãy còn rả rích là như vậy mà bây giờ đã sắp tạnh rồi. Mùi thơm thơm của rừng thông thoang thoảng trong bầu không khí buốt giá, quyện vào cùng với mùi nhang khói và tiếng mõ thanh thanh của sư trụ trì. Không ai còn tâm trí đâu để thưởng thức cảm giác lãng đãng khi bước vào trong rừng sau cơn mưa. Bởi lẽ một cảm giác bất an tựa hồ đang trôi bồng bềnh đâu đây. Không ai dám lại gần đám người nhà ông Bá Hùm, người ta sợ. Hạ huyệt cho thằng Tám đâu đó xong xuôi, cậu Điện quay trở lại nơi có cái xác của đứa hầu gái. Nhờ cô Sen cậu mới biết con bé tên là Khoai, mới tròn 13 tuổi. Vì gia đình chẳng còn ai nữa cho nên mới tới gõ cửa nhà ông Bá xin giúp việc để có chỗ ăn chỗ ở. Nhà ông Bá vốn dĩ không thiếu người, nhưng lúc nào cũng cần phải có người làm. Ngoài việc thuê đám dân chài đánh cá, bà Bá còn sai người phơi cá, phơi mực rồi bán cho đám lái buôn từ mạn ngược. Khô cá khô mực cũng chẳng có bí quyết gì đặc biệt, nhưng chẳng hiểu sao ai ăn một lần thì đều muốn ăn thêm lần nữa. Người ta bảo rằng vợ chồng Bá Hộ Hùm đã giàu nay lại càng giàu thêm. Trời mùa đông sắp tới, thấy con bé tuy có phần chậm chạp nhưng lại lễ phép, bà Bá cũng ưng thuận cho nó vào ở gian nhà dưới chung một phòng với cô Sen. Giọng nói của cô Sen trôi đến bên tai cậu Điền, xong cậu không mảy may để ý. Từ sau cái ngày cưới của cậu, quỷ sự nơi này xuất hiện ngày một nhiều. Những xác chết kinh hoàng cậu đều đã thấy qua, chỉ riêng lần này cậu cảm thấy khó hiểu vì thi hài ở trên biển. Trong dân gian vốn đã lưu truyền từ lâu, phàm những kẻ ác khi hại người thường móc mắt của người chết đi, vì sợ hồn ma sẽ biết tìm đường về mà báo oán. Thế nhưng điều mà cậu Điện thắc mắc là vì sao kẻ nào đó lại khâu miệng cô bé gia nhân tội nghiệp lại. Một cơn ớn lạnh xâm chiếm lấy toàn thân, cậu Điện trùng mình nghĩ thầm: phải chăng kẻ nào đó không muốn ông Thầm nói quá nhiều hay sao? Bờ biển vắng lặng không có một bóng người. Đám quan nhà đã mang xe thồ tới đưa cái xác về sân nhà ông Bá từ lâu. Cậu Điền đứng lặng im trước biển, tần ngần nhìn dũng máu nhuộm đỏ cả một mảng cát trắng phao. Vạt áo ngủ thân của cậu bay lất phất trong cơn gió lạnh
biển cả chứng kiến cái chết của biết bao nhiêu người, cũng ôm trọn vào trong lòng mình thật nhiều bí mật. Nhìn gương mặt buồn bã của cậu Điền, cô Sen kẻ nắm lấy tay cậu. Gương mặt cô đỏ ửng vì ngại ngùng. Cậu Điền chưa kịp nói gì thì một con quạ đen xù xì rất lớn đậu trên phiến đá trước mặt kêu lên quang quát. Chúng ngửi thấy mùi máu cho nên vội vàng lao tới, gục mỏ xuống cát để kiếm chác, nhưng rồi thất vọng bay lên. Tiếng bát đũa cô dạo nhau lẻn xẻn, tiếng người nói chuyện nhốn nháo vang lên từ nhà bà Thoa, cho biết dân trong thôn đương ăn bữa cơm chia buồn cùng gia chủ. Một cảm giác bất an trong lòng cậu Điền dâng lên. Cậu thở dài rồi quay trở về nhà. Cô Sen đứng buồn bã ở đằng sau nhìn theo. Bất giác, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt. Cậu Điền biết người thiếu nữ đó đương khóc sau lưng của mình, nhưng gia đình của cậu lúc này đương gánh cái tai họa quỷ sự từ đâu giáng xuống. Cậu sợ rằng chính bản thân mình sẽ làm liên lụy tới người khác. Ngôi nhà bề thế có mấy cây thông đứng điều hiu trước cổng. Cánh cổng này làm bằng gỗ lim, trên cổng có khắc chữ Phúc lộn ngược. Nói theo các nhà nho thì chữ Phúc ngược gọi là Phúc đáo, có nghĩa là Phúc tới nhà. Một cánh cửa còn dính nguyên chữ Song Hỷ màu đỏ từ độ đám cưới của cậu. Cái ngày linh đình đó diễn ra cách đây chưa lâu, song trong lòng cậu Điền cảm thấy như đã trôi qua nửa đời người. Một cơn gió lạnh thổi ùa tới, chữ Hỷ cuối cùng cũng đành buông mình theo gió, bay lất phất về hướng rừng thông tĩnh mịch. Nhìn nó rơi xuống bờ cát, trông thảm hại đến thê lương. Cậu Điền nắm chặt bàn tay, trong lòng thề rằng phải làm sáng tỏ những điều quỷ sự đương dồn dập kéo tới, trả thù cho Tú Lan, cho những người vô tội phải vong mạng. Người ta vẫn thường nói những người thiếu nữ chết trong y phục màu đỏ thường dễ quá thành quỷ. Không ai dám chắc chắn cái điều ấy là có đúng hay không. Nhưng đêm hôm đó, Tú Lan trở về. Cậu Điện đương nằm trên chiếc sập thì cái cửa sổ đương khép hờ, bỗng dưng kêu lên kẹo kẹt một tiếng rồi bật tung ra. Gió thốc chào khiến cho lớp rèm cửa lay động liên hồi. Ánh đèn lồng mờ mờ hắt vào trong, tạo thành một vệt sáng loang lổ ở phía trước. Cậu khẽ dụi mắt nhìn về phía trước. Giây phút ấy trái tim cậu như ngừng lại vài nhịp. Bên khung cửa sổ, Tú Lan đương nhìn vào bên trong, cái đầu ngoẹo sang một bên, ôm gương mặt đầy máu tươi. Cậu Điền lắp bắp: Tú Lan, em còn sống sao? Tú Lan không đáp, chỉ hướng đôi mắt nhìn cậu thật lâu. Máu từ trong mắt tuôn ra vẫn không ngừng, nhiễu xuống dưới thân dưới. Toàn thân của mợ toát ra một mùi tanh nồng nặc. Cánh tay khẽ với về phía cậu Điền, miệng lẩm bẩm: Cứu em, người ta nhét buồn ngã cho bụng của em, cứu em với. Thấy cánh tay của mợ có những con dồi bò lởm ngởm ở trên, cậu Điền theo phản xạ giật mình lùi lại phía sau hét lớn: Đừng lại gần đây. Tiếng hét vừa cất lên cũng là lúc cậu Điền choàng tỉnh giấc. Cậu nhổm dậy nhìn quanh ngơ ngác. Mọi thứ vẫn nguyên như cũ, chẳng có gì bất thường. Cánh cửa sổ đối diện giường ngủ của cậu vẫn im lìm, mùi hương trầm vẫn phảng phất đâu đây. Không có Tú Lan, không có những con dồi rơi lả tả bên bệ cửa sổ, mọi thứ yên bình tới kỳ lạ. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, vừa lẩm bẩm tự nói với chính mình: Thì ra chỉ là một giấc mơ. Thứ vải đỏ trên bộ nhật bình của Tú Lan khiến cậu nhớ lại những điều dân gian thường hay đồn thổi. Thiên hạ vẫn truyền tai nhau rằng người nào mà chết mặc thứ quần áo màu đỏ sẽ dễ trở thành quỷ. Sở dĩ có chuyện như vậy là bởi khi người trên dương gian chết đi,
có vô số ngạ quỷ, oan gia từ nhiều đời, nhiều kiếp đứng túc trực ở bên. Những kẻ ấy muốn u hồn vừa lìa khỏi xác đi theo mình để làm hại. Người nào chết mà mặc những thứ quần áo màu sắc sặc sỡ, tỉ như màu đỏ, sẽ thu hút nhiều tà ma ngạ quỷ tìm tới. Loài quỷ dữ chất dưỡng trên âm giới lâu năm thì muốn ăn hồn đoạt phách. Cũng có khi dông có âm lực mạnh, muốn tu hồn về làm quân dưới trướng cho tiện bề sai bảo để hại người, từ đó đi vào các con đường ác, cho dần dần thành quỷ lúc nào không hay. Ban đầu cậu Điền chỉ cho rằng những câu chuyện ấy chỉ là để dành cho lúc trà dư tửu hậu, nói chuyện phím cùng với chúng bạn thôi. Ấy thế nhưng mà giờ đây khi nhớ lại vợ mình chết trong tấm áo nhật bình đỏ rực, cậu Điền không khỏi trùng mình, trong lòng tự hỏi: chẳng lẽ Tú Lan đã biến thành quỷ vong hay sao? Cậu bần thần nhớ lại câu chuyện vợ cậu Khôi trên phố Hàng Đào lúc trước. Khi treo cổ thì ấy vẫn còn đương mặc một chiếc áo ngũ thân màu đỏ. Tiếng cào móng vang lên, ả tiếp đạo hát của cậu Khôi bị chết rất thảm, chẳng phải là bằng chứng cho thấy thị ấy đã trở thành quỷ dữ rồi hay sao? Toàn thân cậu Điền nổi đầy gai ốc, như chợt suy nghĩ ra điều gì, cậu vội vã tiến đến bàn trang điểm của Tú Lan, mở hộc tủ ra tìm kiếm. Mấy thứ bùa ngũ sắc do bà Thoa tìm thấy trong bụng của thi hại, chính tay cậu đã để vào đây. Bây giờ trong hộc tủ trống không, chỉ có một giọt máu từ lá bùa rơi rớt lại thôi. Cậu Điền châu mày: ai đã lấy đi? Gia nhân trong nhà đâu ai dám tự tiện vào đây chứ. Có khi là... Cậu nghĩ ngay tới mẹ mình. Từ ngày bà không cho ai vào trong phòng của cậu, đích thân bà tự lau dọn, tự thắp đèn cầy, dù rằng cậu vẫn còn đương học ở Thăng Long. Nếu có ai biết được mấy thứ lá bùa này thì chỉ có thể là bà Bá Hùm, chứ không phải ai khác được. Đừng cần suy nghĩ, đột nhiên cậu Điền nghe thấy có tiếng rì rầm khấn vái vang lên ở đâu đây. Lúc ban đầu cậu còn tưởng đám gia nhân trở dậy làm việc, nhưng khi đẩy cửa ra ngoài thấy trời vẫn còn tối om, cậu biết là chưa sáng. Vậy thì tiếng động đó ở đâu ra? Cậu im lặng nghe ngóng một chút. Tiếng rì rầm lúc này gần như đã chuyển thành tiếng trò chuyện, xen lẫn có tiếng thở dài não nụng. Cậu khẽ đẩy cửa bước ra bên ngoài. Con đường lớn có mấy ánh đuốc của những người đánh cá ban đêm đường đi đi lại lại. Nhìn từ xa trông hệt như đám ma trời rải rác ở ngoài khu nghĩa địa. Cậu Điền nắm chặt con dao nhỏ trong tay, hít một hơi thật sâu để nhẹ nhàng bước về phía trước. Tiếng trầm trì phát ra từ cái giếng sau nhà, nơi mà cách đây không lâu chính cậu và Sen từng nghe thấy tiếng móng tay sột soạt. Lòng ngực cậu Điền đập thình thịch, trực giác mách bảo cho cậu biết mình sắp khám phá ra bí mật của một chuỗi ngày quỷ sự đương phủ lên ngôi nhà này đây. Dù biết trạng bước trên nền cát không phát ra tiếng động, nhưng cậu Điền vẫn nín thở dò dẫm từng chút một trong đêm tối đen như hũ nút. Cái giếng nằm bên cạnh mấy tàn cây thông rậm rạp. Bình thường đám gia nhân trong nhà vẫn thường rủ nhau đi lấy nước ở giếng về dùng, chẳng ai dám một mình lai vãng tới đây. Nếu bất đắc dĩ phải đi thì ai nấy cũng đều nhanh nhanh chóng chóng lấy nước rồi trở về, không dám nấn ná lâu. Một con chim lợn xà xuống tàn thông kêu lên en ét, khiến cho cậu Điền giật nảy mình, suýt kêu lên vì sợ. Con chim vừa kêu, tiếng động trong giếng cũng ngừng lại đôi chút, tựa hồ như người ở trong đó cũng đương nghe ngóng. Cậu Điền không dám nhúc nhích, mũi cậu ngửi thấy mùi nhang khói phả lên toang thoảng trong không khí. Một lúc sau, tiếng trầm rì lại vang lên, hòa lẫn với tiếng ngáy đều đều trong khu nhà hạ nhân phát ra. Trong đầu cậu bỗng dưng vang lên tiếng nói của ông Tầm: kẻ luyện ma thuốc độc,
nhất định phải giết người có quán khí cực mạnh, cho niệm chú liên tục thì thuốc ấy mới linh nghiệm. Trong đầu cậu mường tượng ra hình ảnh cô sen đường cúng bái ở dưới giếng. Thậm chí có một lúc nào đó, cậu còn nghĩ chính mẹ mình mới là người luyện ra nó. Tại sao gia đình của cậu lại giàu nhanh chóng như vậy? Tại sao từ lúc cậu sinh ra cho tới khi nhận thức được, chưa bao giờ thấy thầy mẹ của mình phải trăn trở về chuyện tiền bạc? Căn nhà khang trang giữa thôn, cho căn nhà mái ngói giữa phố hàng đường mà cậu ở lại mỗi khi đi học, có khi nào phải đánh đổi bằng tính mạng của người chết tức tuổi hay không? Sự giàu có này cũng trải dài suốt mấy mươi năm, kể từ sau cái ngày hồn ma của thị Chu chết đi. Phải chăng chính ai đó đã giết người mẹ vừa mới sinh con ấy để gây nên quán khí ngút trời, rồi tạo thành ma thuốc độc? Những suy nghĩ ấy cứ dồn dập kéo đến, rồi cùng lúc dồn dập tan nhanh trong đầu óc cậu Điện. Cậu thở hắt ra, vịn tay vào thành giếng, rồi cúi xuống. Cái giây phút đó, trời đất như sụp đổ dưới chân. Cậu nhìn thấy chính thầy mình đang lúi húi chắp tay trước một bàn thờ nho nhỏ. Xung quanh vẫn là những cây nến đỏ trực lập lòe cháy một cách ma quái. Cậu bất giác gọi: "Thầy, thầy làm gì ở đây?" Nghe tiếng con trai, ông Bá Hùm giật mình ngẩng lên, bốn ánh mắt chạm vào nhau. Điền sững người chơi con dao xuống bệ đá cạnh giếng, tạo nên một tiếng con khô khốc. "Thì ra Chính thầy mới là người luyện ma thuốc độc." Giọng nói của cậu Điền vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Gương mặt cậu sững sờ, rồi ngay lập tức đỏ au lên vì tức giận. Ông Bá Hùm vội vã thanh minh: "Điền à, con hiểu lầm rồi. Con nghe tao giải thích đã." Hai tay cậu Điền ù đi, cậu không muốn nghe thêm bất cứ một điều gì nữa. Người cha mà cậu hằng kính trọng và ngưỡng mộ, người ấy chẳng màng tới thê thiếp, chỉ muốn giữ những điều tốt đẹp nhất cho con trai duy nhất của mình. Người ấy không bao giờ nỡ đánh đập hạ nhân. Từ ngày này qua tháng khác, âm thầm giúp đỡ những người cơ nhỡ. Người ấy, cái người mà khắp nơi gọi là ông bụt của làng chài, lại tán tận lương tâm tới mức giết người chỉ để giữ gìn sự giàu có của gia đình mình sao? Cậu Điền muốn hét lên nhưng không tài nào cất tiếng được. Cảm xúc vỡ òa quặn lên từ dạ dày, dâng tới tận lồng ngực, khiến cho cổ họng của cậu nghẹn ứ, chỉ phát ra được những tiếng gạo thinh lặng. Lần đầu tiên trong đời, cậu biết như thế nào là nước mắt chảy ngược vào bên trong. Hình ảnh của Tú Lan toàn thân bê bết máu, những đứa trẻ con ngây thơ phải nằm dưới màn đất lạnh lẽo hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu Điện. Tiếng bước chân vội vã của cha cậu từ dưới giếng vọng lên nghe oang oang. Cậu không còn muốn gặp con người ấy thêm một phút giây nào nữa. Trong tích tắc, cậu Điện vùng dậy, chạy, phải chạy ra ngoài biển, vụt mặt xuống làn nước mặn chát, lạnh tới cùng cực, như để giật mình tỉnh ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Cánh cửa gỗ bị cậu mở toang, đập vào bức tường trầm lên vài tiếng. Đám gia nhân trong nhà nhốn nháo trở dậy. Cậu Điện mặc kệ tất cả, vầng trăng đêm đứng lặng lẽ một bên, như một kẻ thờ ơ, chẳng quan tâm gì tới nhân tình thế thái. Từng con sóng bạc đầu xô vào nhau, tạo thành thứ bọt nước trắng xóa. Thấp thoáng phía xa xa, có những chiếc thuyền trẻ sóng ra khơi, tiếng cười nói còn đang vọng lại. Cậu Điện hất tung nước biển vào mặt, mặn chát. Cậu không biết nước biển mặn hay nước mắt của cậu nó mặn đây. Cậu cứ dậy vụt nước vả vào trong mặt, càng vụt càng tỉnh ra, càng vụt càng thấy đau lòng. Bầu trời trên cao đã bắt đầu tảng sáng.
Chừng một lúc sau, cậu nằm phịch trên bờ cát. Tia nắng bình minh đầu tiên của ngày mới chiếu vào làm cho cậu chói mắt. Theo phản xạ, cậu giơ tay che mắt lại. Vạt áo ngủ thân màu lam đậm lấp lánh như giác vàng trong ánh sáng ban mai. Lần đầu tiên mà cậu để ý kỹ lưỡng tới y phục mình đương mặc trên người. Thứ giải thượng phẩm này có thể nuôi một gia đình trong nửa năm. Người ta gọi nó là lụa văn sửu, lấy tên của một người từng dệt lụa dân vua Tự Đức. Giá của thứ lụa này không phải trả bằng vàng bạc, mà trả bằng mạng người. Nghĩ đến đó thôi, cậu điền gào lên một tiếng, ác cả tiếng sóng vỗ rì rào. Cô Sen lặng lẽ tiến đến bên cạnh cậu từ lúc nào. Cô không khóc, chỉ rủ mắt nhìn cậu rồi im lặng. Một lúc sau cô mới cất lời. Ông bảo em tìm cậu về, ông có chuyện muốn nói. Cậu điện không trả lời. Cô Sen ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Dù như thế nào đó, ông ấy cũng là cha của cậu. Vừa nghe tới đây, cậu điện sẵn giọng. Tôi không về. Cô Sen bị tiếng nạt của cậu điện làm cho giật mình, nhưng rồi cũng không nói gì thêm, chỉ ngồi chờ xuống bờ cát. Làn gió nhẹ nhẹ mơn man làm cho tóc của cô bay bay. Cô ngập ngừng một lát rồi chậm rãi kể. Em bước chân vào nhà cậu ở đợ á từ năm em 7 tuổi. Thầy mẹ em giống là ngư dân ở nơi khác, vô tình quen biết ông bá từ khi còn trẻ. Gia đình của em không có nhà trên bờ, quanh năm sống lênh đênh trên chiếc thuyền đánh cá rách nát á. Biển cả là nhà của em. Năm ấy có một cơn bão lớn lắm, sóng đánh chìm thuyền đi. Trước khi nằm lại dưới lòng biển khơi á, thầy mẹ chỉ kịp đẩy em lên một tấm ván gỗ rồi dặn em là phải sống. Em trôi nổi trên biển suốt 2 canh giờ thì được ông bá Hùm cứu giúp, nuôi em cho tới tận bây giờ. Giọng cô Sen nghẹn ngào vì xúc động. Cô khẽ sụt xịt vài cái rồi nhẹ nhàng cất tiếng kể. Hồi em mới lên bờ, thứ gì cô không biết hết. Mấy lần bị bác Khâm mắng, ông bá chỉ cười hiền từ nói đỡ cho em thôi. Trời mùa đông lạnh, ông không bắt gia nhân phải dậy sớm. Trời mùa hè thì ông sai người làm một cái giàn mướp trước gian nhà sau để che ánh nắng đi. Em không biết là cậu nhìn thấy ông bá làm cái gì. Em cũng biết là quỷ sự liên tiếp xảy ra như vậy khiến cho cậu cảm thấy nghi ngờ lắm. Nhưng một người như ông tự hỏi làm sao có thể làm chuyện ác được, có phải không? Gương mặt trái xoan của Sen quay lại nhìn Điền như chờ đợi cậu phản bác điều gì đó. Trái ngược với mong đợi, cậu Điền chỉ đứng dậy buồn bã lắc đầu rồi bước đi dọc theo bãi biển. Cậu đã từng rất mong muốn tìm thấy chân tướng của sự việc, nhưng đến bây giờ thì cậu lại ước như đừng biết được chuyện gì cả. Cậu ngừng lại rồi nhìn về phía căn nhà có cánh cổng lớn nằm khuất dưới tàn cây thông rậm rạp. Bóng ma thuốc độc vô hình lơ lửng phủ lên mái nhà ngói đỏ. Ai sẽ là người tiếp theo phải bỏ mạng? Cậu Điền thầm nhủ trong lòng. Cậu phải tới một nơi để gặp một người. Đáng lẽ việc ấy phải làm từ lâu rồi mới đúng. Lão Khâm trung trung bước xuống từ trên xe ngựa. Có tuổi rồi, sức khỏe cũng ngày một kém đi. Giá như có thể quay lại cách đây vài năm thì tốt biết mấy.
Chí ít ngày xưa lão cũng từng một mình kéo mấy thùng cá nặng trịch. Ngôi chùa Hàm Long hiện ra trước mặt. Thoạt nhìn nơi đây không có gì khác so với những ngôi chùa bình thường. Chỉ có điều khi vừa bước vào trong cánh cổng, không khí bên trong mát mẻ tới khác thường. Người ta bảo những nơi như vậy thường thanh tịnh, thời gian cũng chậm lại hơn hẳn so với trần gian hỗn tạp ngoài kia. Tiếng gõ mõ tụng kinh đều đặn vang lên. Mùi nhang trầm thoang thoảng khiến cho lão Khâm cảm thấy lạnh lạnh tới gai người. Một chú tiểu nhảy chân sáo bước ngang qua, vô tình gặp người khách lạ, bèn kính cẩn vái chào. Hỏi thăm vài câu thì mới biết sư cụ trụ trì hôm nay đương có ở đây. Lão Khâm cả mừng, vội vã nhờ chú tiểu nhỏ dẫn đường tới gặp sư cụ. Bỗng dưng chú nghiêng đầu nhìn ra phía sau lưng lão Khâm, dường như thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng rồi chỉ lễ phép gật đầu rồi đứng sang một bên tỏ ý nhường đường cho khách. Lão Khâm vừa đi vừa ngắm nhìn hai ngọn tháp cao sừng sững ở bên trong. Tương truyền một trong hai ngọn tháp ấy là nơi có chứa xá lợi của sư tổ Như Trần Lân Giác. Ngọn tháp còn được gọi là tháp cứu sinh. Trên đó có các biến kinh để an ủi những vong hồn thác vào giờ dữ. Gian phòng tiếp khách của sư trụ trì nằm khuất sau một tấm liếp tre giản tiện. Sư đương ngồi trước thư án, tay đệ tử vào bẩm thì liền đồng ý gặp người khách phương xa. Sư không nói nhiều, chỉ im lặng lắng nghe lão Khâm trình bày. Khi nghe tới đoạn có con chim mỏ đỏ đứng trên cây nhìn chòng chọc vào trong căn nhà, gương mặt của sư có chút xao động rồi cũng điềm tĩnh lại ngay. Chờ cho lão Khâm nói hết, sư mới mỉm cười hiền hậu. Bác đã không quãng đường xa xa xôi tới đây, nhà chùa chắc chắn sẽ giúp thôi. Chỉ có điều bác đi đến tận nơi này, không sợ dòng theo quấy phá hay sao? Lão Khâm lúng túng. Bạch sư cụ, chúng con là người phạm trần, sao có được con mắt âm dương để nhìn thấy cô hồn các đảng chứ? Với lại người chết vào giờ trùng là con dâu của ông chủ nhà chúng con, cho nên không có ai dám đi đến chùa để xin nhốt dòng hết. Dân gian từ trước nay đều kiêng kỵ cái điều như vậy, vì thế mà con mới phải lặn lội tới tận đây, mong sư thầy ra tay giúp đỡ. Sư trụ trì lặng lặng quan sát lão Khâm một lát, đoạn lại đưa mắt nhìn ra phía sau, như thể có ai đó đương thập thò lén lút. Nhìn thái độ của người có vài phần khác lạ, lão Khâm run run ngoảnh lại sau lưng mình. Thế nhưng chẳng thấy gì ngoài một ô cửa sổ trông ra khu vườn xanh mướt mát. Một cơn gió lạnh từ đâu xộc thẳng vào lưng, khiến cho lão cảm thấy lạnh run cầm cập. Để khỏa lấp đi nỗi sợ hãi mơ hồ của chính mình, lão vụng về cầm chén trà lên, nhưng tách trà đã rơi trớt ra ngoài quá nửa rồi. Sư trụ trì vẫn lặng im quan sát, có vẻ như đã biết được điều gì đó, nhưng vẫn tự tốn dặn dò lão Khâm vài điều quan trọng. Nào là không được tự ý đốt nhang hay khóc thương người đã mất, hay như không được cúng cơm canh vào ngày giỗ, bởi lẽ làm như vậy sẽ khiến cho vong có thể nương theo khối nhang mà vậy. Cái nghiệp trùng tan lại bắt đầu tiếp tục. Lão Khâm cúi đầu kính cẩn dạ vâng. Lão thay mặt nhà ông Bá Hùm đưa bạc để gửi gắm oán vong vào trong chùa, cũng coi như một phần phát tâm công đức. Cuối cùng mới vái chào sư cụ để ra về. Khi đi ngang qua mấy gốc cây cổ thụ trăm tuổi, lão chợt nghe thấy tiếng của nhiều người cười nói lao xao. Lão giật mình đứng sững lại nhìn quanh, cho nghĩ bụng. Quái lạ, rõ ràng ở đây đường vắng tanh vắng ngắt cơ mà, sao lại nghe thấy những âm thanh quái dị như vậy chứ? Lão toan hỏi thì chú tiểu đương đi bên cạnh hiểu ý, bèn mỉm cười nói. Thế chủ đừng có sợ, tiếng động ấy là phong đang tề tụ để chuẩn bị nghe kinh A-di-đà đó mà, ngày nào cũng vậy thôi.
Lão Khâm lúng búng trong miệng rồi gật đầu. Ngôi chùa này khiến cho lão cảm thấy rợn rợn. Chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận thấy vong hồn dày đặc ở quanh đây. Lão không dám nấn ná ở lại lâu, bởi lẽ từng nghe nói cứ tới giờ Dậu cho tới cuối giờ Tuất, những người dân sinh sống quanh đây thường nhìn thấy hàng hà xa số những con đom đóm chập chờn bay qua bay lại, con nào con nấy to bằng đầu ngón tay út của người ta, tỏa ánh sáng rực rỡ trong tráng chiều chạng vạng. Nghe đầu từng có mấy đứa trẻ con bắt đom đóm đem về nhà chơi, thì ngay đêm hôm ấy chúng thấy có người đàn bà toàn thân đầm đìa máu tươi, tóc tai rủ rượi, đứng ở đầu giường mà cười lên khành khạch. Bọn chúng bị dọa cho tới phát ốm. Sư cụ trụ trì biết chuyện bèn tức tốc tới tận nơi đón mấy con đom đóm đường thôi thớp sắp chết trở về chùa, lại căn dặn gia đình của lũ trẻ con biện lễ tạ lỗi với vong thì mới hết đi quỷ sự. Người ta đồn đại rằng nhà chùa thả vong ra là để cho vong bớt nhớ dương gian, đến giờ đi ngủ thì sẽ thu lại, ngày hôm sau lại tiếp diễn y như thế. Từ cái vụ đó, người dân cạnh chùa chẳng ai dám kinh động tới bầy đom đóm lượn lờ bay qua bay lại vào đêm khuya. Kẻ nào lỡ đường phải đi ngang qua vào ban đêm thì cũng cắm đầu chạy thục mạng. Lão Khâm trong lòng lo lắng, một cảm giác bất an bao trùm lấy toàn thân. Lão hấp tấp bước thật nhanh qua bầu cửa. Bất giác lão trông thấy bóng dáng của một người con gái đường đứng đợi lão ở bên cạnh cổ xe ngựa. Người con gái ấy mặc chiếc áo nhật bình, ngó một nửa khuôn mặt ra khỏi đằng sau khung xe ngựa, nhìn chăm chăm về phía lão. Lão Khâm dựng cả tóc gáy, miệng lắp bắp không thành lời. Mở Tú Lan. Lão thận trọng dụi mắt để nhìn cho kỹ hơn, thì thấy cổ xe ngựa ấy chẳng có ai. Lão sợ tới nỗi díu cả chân. Một lúc sau mới mon men lại gần chiếc xe, rồi thúc ngựa phi nước đại trở về ngay trong đêm. Trong thư phòng tĩnh mịch, chú Tiểu khẽ châm thêm trà rồi lễ phép dâng lên bằng hai tay. Sư cụ trụ trì khẽ nhấp một ngụm rồi điềm đạm hỏi: Con tiễn vị khách đó về chưa? Bạch sư phụ, con tiễn về rồi ạ. Con có thấy cái gì lạ lùng hay không? Bạch thầy, người ấy nghe được tiếng vong cười nói, chờ được tụng kinh. Có điều này con không hiểu, người ấy xem chừng chỉ là người bình thường, sao lại có thể khai quang mở nhĩ, nhận biết được trong hồn còn đang dứt dưỡng ở dương gian? Sư cụ mỉm cười, lắc đầu giải thích. Con còn nhỏ, cho nên chưa hiểu hết được cái chuyện này. Phàm những ai sống trên trần gian có thể nhìn thấy vong hồn thường có ba loại người. Loại thứ nhất là dị năng, bẩm sinh ra đã có, giống như con vậy. Loại thứ hai là người dày công sức tu tập, đạt tới cảnh giới đạo hạnh cao mới có thể nhìn thấy. Còn loại người thứ ba thì... Loại người thứ ba thì sao ạ? Sư cụ thở hắt ra một hơi rồi tự tốn nói tiếp. Loại người thứ ba là những kẻ làm việc ác. Những kẻ ấy thường bị vong quấn thân, quan gia theo để mà thừa cơ đòi nợ. Nếu như biết tụng kinh hoặc niệm Phật thì những vong hồn quan gia trái chủ từ nhiều đời, nhiều kiếp đều sợ hãi mà tránh xa. Nhưng mà nếu biết tụng kinh đó thì làm sao lại dám làm chuyện ác chứ? Chú Tiểu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Vậy thì vị khách vừa rồi á là loại người nào? Chắc chắn không phải là người tu tập để có đạo hạnh cao rồi. Ừ,
Đúng vậy. Người này tỏa ra mùi tanh nồng nặc. Ta đoán chừng khi còn trẻ đã từng giết hại nhiều loài ca tôm. Điều này cũng không lạ đối với những người làm nghề chài lưới. Chỉ có điều sau lưng người này còn có vong hồn bám theo. Chẳng lẽ những vong ấy đều là vong dữ muốn theo để được lên chùa quy y cửa Phật, hay là vì một lý do nào khác chứ? Sư trụ trì lẩm bẩm niệm Phật, ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh thâm thẳm. Trực giác mách bảo cho ông biết vong hồn người đàn ông khi nãy gửi nhờ không đơn thuần là chết vào giờ độc, mà sâu trong đó còn có một bí mật kinh hoàng lắm. Cho nên tà khí từ bức tranh vẽ chân dung toát ra mới mạnh tới như vậy. Từ sau cái chết của thằng Tám nhà ông Tầm, đám trẻ con trong thôn không còn được đi ra ngoài chơi nữa. Ngay cả việc tiểu tiện cũng phải có người lớn kè kè bên cạnh. Nhà thằng Đạt với cái Ngần cũng được xem là sát vách. Chúng lấy cớ ra ngoài vườn tha thẩn cho gặp nhau lén lút ở bờ rào. Hai đứa ngồi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Cái Ngần còn giấu trong vạt áo mấy xiên thịt nướng để dành cho thằng bạn. Vừa thoáng nhìn thấy xiên thịt, thằng Đạt thần Ngần nhỏ giọng nói: Tao không ăn đâu. Đêm qua tao mơ thấy cái Hương, cái Mực với thằng Sò về đó mày. Tụi nó cứ đứng trước cửa nhà tao gọi ý ới à. Cái Hương còn cầm trên tay một xiên thịt nướng nữa, hệt như cái ngày nó chết vậy đó. Gì? Rồi sao nữa? Mày nhìn thấy cái gì? Thằng Đạt nhìn quanh rồi thì thào đầy lo sợ: Tao thấy chúng nó dẫn tao đi đến Trần Thông, chỗ mộ của thiếu nữ bị chết năm xưa á. Chính mắt tao nhìn thấy có người giết chúng, rồi môi ra bao nhiêu là ruột. Kinh lắm mày ơi. Mày có nhìn kỹ cái người đó là ai không? Không có rõ mặt, nhưng mà bóng dáng người đó thì chắc chắn tao gặp ở đâu rồi. Đó là một người đàn ông, cũng luống tuổi rồi đó. Ông ấy lầm rầm niệm chú cái gì đó. Những vong hồn từ đâu á thì bay phản phất xung quanh, trông cứ như là một lớp sương mù có hình dạng con người vậy. Một lúc sau những cái vong đó hợp lại thành hình có một người màu trắng đục. Người đàn ông kia bắt đầu quỳ xuống thì vong đó cũng phải quỳ. Bắt trèo lên cây thì vong đó cũng phải làm theo, không có dám trái ý nữa. Cái Ngần càng lúc càng lộ rõ vẻ hoảng sợ. Nó nuốt nước bọt cái ực rồi thì thầm: Ê, sao tao nghe giống mấy cái câu chuyện về con ma thuốc độc mà thầy mẹ tao hay kể vậy? Ê, có khi nào cái Ngần với thằng Sò chết á cũng vì thứ này không? Có lý lắm. Tao cũng nghĩ tới điều này, mà tính bây giờ phải làm như thế nào đây? Còn làm như thế nào nữa? Phải báo với người lớn thôi. Thôi, người lớn không có chịu tin mình đâu. Hơn nữa những chuyện này chỉ là mơ mộng thôi, làm gì có bằng cớ chứ. Nè, đừng quên chính mày đã tận mắt nhìn thấy thần trùng đồ vong ở trước cửa nhà ông bá Hùm. Rồi sau đó cháu ông bá cũng bị giết rồi còn gì. Tao đoán rằng chuyện này chưa chấm dứt ở đây đâu. Chúng mình phải nói với cậu Điền đi. Chỉ có cậu ấy mới ngăn cản được điều này. Dù sao cậu ấy cũng là người lớn, với lại có vẻ tin chúng mình á. Thằng Đạt gật gù cho rằng cái Ngần nói có lý. Chỉ có điều bây giờ chúng bị người lớn gần như giam lỏng trong nhà. Thế là thằng Đạt nảy ra một cái ý. Tối nay chúng kê thật nhiều gối và chăn mền trên giường, giả vờ như đương ngủ ở trên đó. Sau đó chúng sẽ luồn theo lối cửa sau để ra ngoài. Điểm hẹn là cây thông già ở đầu ngõ. Sau cùng cả hai đứa sẽ tới gặp cậu Điện ở lối ngõ phụ, nằm chết dưới cái giếng sau nhà. Mặc dù trong lòng lo sợ, nhưng cảm giác hồi hộp trước khi bước vào một cuộc phiêu lưu khiến cho chúng quên đi sự nguy hiểm luôn thường trực.
Cả hai đứa không hề biết rằng quyết định lần này đã đẩy chúng vào quỷ sự nguy hiểm tới tính mạng. Lại nói tới cậu Điền của ngày hôm đó, sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với cô Sen bên bờ biển, cậu Trảo bước thật nhanh đến ngôi chùa nhỏ trong thôn. Ngôi chùa nằm trên một cái gò đất giữa thôn, xung quanh trồng vài cây ngọc lan, cứ tới mùa nở hoa thơm ngát. Vị sư già vẫn nói những vong hồn thường thích tụ tập trên những loại cây có hương thơm, vậy nên cụ cho trồng loại cây này cũng là để cho u hồn trôi dạt trên biển có chỗ mà nương tựa. Giờ tí đêm qua vừa điểm, cụ nhìn thấy hồn thị chu lắc lư trên bãi cát với sợi dây rốn lòng thòng dưới chân. Theo sau thị là ba đứa trẻ con, rồi vong của một người mặc áo nhật bình bay lạ lạ trên mặt đất. Vong thị chu càng lúc càng mờ nhạt đi, trong khi những cái vong còn lại sáng hơn bình thường. Cụ đẩy cửa sổ để nhìn cho rõ hơn. Vầng trăng trên cao bắt đầu xuất hiện những quầng màu tía, báo hiệu đêm trăng long lại chuẩn bị xuất hiện. Thời cơ để cho kẻ nào đó luyện ma thuốc độc đã tới. Cả đêm hôm qua, cụ trằn trọc không ngủ được. Trong lòng cụ tràn ngập sự nghi hoặc. Sáng nay cụ đương ngồi thì thấy bóng của một người thanh niên cao ráo từ xa bước tới. Cụ mỉm cười chỉ vào chén trà xanh nóng hổi bên cạnh. Ngồi đi, ta đợi con ở đây suốt mấy canh giờ rồi đó. Cậu Điền tập tễnh đi dạo, bụng sôi lên sùng sục vì đói, nhưng chính cậu cũng không màng tới điều đó. Cậu khẽ cúi chào sư trụ trì rồi hỏi ngay: Bạch thầy, sao thầy biết con đến vậy? Ta đoán là ông Tầm đã nói cho con nghe câu chuyện về ma thuốc độc từ cái thôn này. Thứ ấy quả thật tồn tại, nhưng người luyện nó thành công chỉ có hai người thôi. Người thứ nhất hẳn con cũng đã biết, đó là người tu tài bị qua vợ năm xưa. Còn người thứ hai thì vẫn còn là bí mật. Nếu con đã để tâm đến thứ ma quái dị thường này thì hẳn trong lòng cũng có những suy đoán rồi, phải không? Bạch thầy, quả đúng là như vậy. Con đoán rằng người thứ hai luyện ma thuốc độc hẳn là phải bắt đầu từ mấy mươi năm về trước. Khi luyện thứ này, bắt buộc phải cắt dạ dày của người còn đương sống, hoặc là người mới chết nhưng có quán khí cực mạnh, thì mới có thể hòa nhập chung với tạp niệm của kẻ ác tâm mà thành. Con đoán rằng người bị hại đầu tiên là thị chu. Khi bị giết thì ấy vừa mới sinh con, còn chưa kịp cắt dây rốn mà đã bị giết hại đi. Có khi gương mặt của con mình còn chưa kịp nhìn thấy thì đã âm dương cách biệt rồi. Người mẹ vô tội đó bị chết thảm, sao lại không căm hận cho được chứ? Cậu Điền ngập ngừng một chút rồi nói: Người giết thị chu chỉ có thể là một người nào đó trong cái thôn này. Còn có nghĩ tới ai hay không? Việc này còn nhiều nghi hoặc lắm. Cậu Điền lúng túng, có lẽ vì đương nói dối cho nên không dám nhìn thẳng vào mặt sư cụ. Hai người ngồi im lặng rất lâu. Tiếng quạ tréo quạ cùng với tiếng sóng vỗ rì rào ngoài kia đương vọng lại. Chừng nửa tuần hương sau, sư cụ thở dài: Thật lòng ta cũng có suy nghĩ như con vậy. Thị chú lúc sinh thời cũng là người hiếm muộn, thường xuyên lên chùa lễ Phật, sau cùng mới có được một con. Thế nhưng mà niềm vui ngắn ngủi chẳng tài ngang, vừa sinh con thì đã bị giết chết, người nào có thể chịu được đây? Hơn nữa lại bị chết một cách tức tưởi. Nhưng mà còn một giả thuyết nữa con chưa từng nghĩ tới, đó là vong của một người đã chết có hận thù cực lớn. Ý cụ là? Sư trụ trì gật đầu một cách trịnh trọng. Đúng vậy. Thực ra trước khi thị chu bị giết,
để luyện bùa ma. Thì trước đó có một thi thể đã từng bị sử dụng với mục đích tương tự. Người đó chính là cô thiếu nữ bị hai bố con ngư dân kia làm nhục. Nghiệt ác đó khiến cho vong hồn cô gái không yên, tích tụ oán hận cực lớn. Bạch thầy à, đành rằng là hai cha con nhà kia làm hại cô thiếu nữ là tội ác tại trời. Nhưng mà dù sao cô ấy cũng chỉ là một vong hồn dứt dưỡng, dù cố quán khí sinh ra chấp niệm trả thù thì cũng đâu thể hại những người kia một cách dã man như vậy được. Con nghe các cụ trưởng bối trong thôn kể, khi con thuyền thúng trôi dạt vô bờ, bên trong chỉ còn hai cái xác bị băm dặm tan tành. Đã vậy phần hạ bộ còn bị nhét vô trong miệng. Chuyện này ma quỷ đâu thể tự tay mình làm được chứ. Sư cụ thoáng chau mày suy nghĩ, nhưng lại nói ngay. Chính phải. Ngày phát hiện ra hai cái xác đó, ta cũng chỉ lớn hơn con độ chục tuổi là cùng rồi. Lúc đó ta tu tập chưa tốt, đạo hạnh còn yếu, chỉ nghĩ đơn giản là gieo nghiệt ác thì gặp báo ứng mà thôi. Mãi về sau này ta mới biết được, con người có linh tính của con người, ma quỷ cũng vậy. Chúng biết người nào có ác tâm nên sẽ lôi kéo, trù quỉnh, ác hẳn để có thể trả thù đoạt mạng hai cha con nhà đó. Vong hồn cô gái kia đó phải tìm tới một người có ác tâm cực lớn, vừa có thể lạnh lùng giết chóc, vừa có nội tâm thật vững vàng, để không ám ảnh tới phát điên. Sư cụ nhấp một ngụm trà rồi nhìn thẳng vào cậu Điền. Chúng ta hãy thử rà soát lại cái ngày mà cô thiếu nữ đáng thương kia bị làm nhục. Lúc ấy trên thuyền có những ai đứng ra phản đối hành động bị ổi đó? Còn nói thử ta nghe. Lúc đó có cha con mang xác người ấy về thôn để chôn cất. Trước đó thì chỉ có bác không ra sức phản đối, nhưng vì hai cha con nhà kia ngồi chung một chiếc thuyền, sự việc lại xảy ra quá nhanh. Ngư dân không dám ẩu đả để máu trời xuống biển, cho nên... Cậu Điền càng nói giọng càng nhỏ đi trông thấy, cứ như thể đương lẩm bẩm với chính mình. Một lúc sau cậu mới dở lẽ ra. Lúc đó cô ấy chết chưa được bao lâu, da thịt tuy đã nguội lạnh nhưng mình mẩy vẫn còn nguyên. Có lẽ hồn vẫn còn đương quanh quẩn ở đó. Và nếu con là cô gái ấy, nếu con muốn tìm ai để trả thù cho mình á, thì mục tiêu hàng đầu chỉ có thể là một trong hai người đàn ông đã giúp mình thôi, đó chính là thầy con và bác Khâm. Ngoài ra không còn ai khác cả. Có vẻ như sư cụ trụ trì đã đạt tới điểm then chốt của buổi nói chuyện. Cụ ngồi nhổm dậy, trầm giọng nói với cậu Điện. Chính là như vậy đó. Ta biết chuyện này liên quan trực tiếp tới người thân của con. Dù kẻ đó có là ai thì cũng là điều con không mong muốn. Từ khi hôn sự của con tiến hành, có khi nào con cảm thấy trong nhà có những chuyện gì đó bất thường hay không? Tí dụ như tiếng cạo móng tay sột soạt, hay tiếng động lạ lùng nào khác. Thậm chí không loại trừ trường hợp thi hài của cô Tú Lan vợ con và hai đứa bé chết cùng đó cũng có nhiều điều kỳ lạ nữa. Cậu Điện há hốc mồm khi nghe sư cụ nói, cuối cùng không nhịn được đành kể hết những gì đã trải qua. Từ chuyện tiếng móng cạo vô dách, rồi đến chuyện tiếng rì rầm khấn vái của cha cậu, ngay cả chuyện đóng bùa ngũ sắc mà bà thoa môi được ở trong bụng của thi hài Tú Lan, cậu cũng không hề giấu giếm. Sư cụ nghe xong, gương mặt càng lúc càng tái nhợt, đột ngột ngắt lời. Nếu ta đoán không lầm đó, thì sắp tới sẽ có thêm người chết nữa. Có một điều chính ông Tầm cũng không biết, rằng ma thuốc độc tuy có quỷ năng mạnh mẽ, nhưng thời gian hiệu quả không lâu. Nhiều nhất
cũng chỉ cầm chừng được mấy mươi năm. Đến khi nào quán nghiệt dần giải trừ thì cũng là lúc tác dụng của chúng không còn nữa. Lúc đó chúng sẽ trở nên quậy phá. Tiếng cạo móng là biểu thị cho việc chúng đương dần trở nên đối khắc. Việc nhập vào xác của Tu Lan đó khiến cho cô ta phát điên, cũng chứng tỏ rằng cần phải luyện ra ma mới. Cậu điên bàng hoàng cả người. Cậu nói ra một mạch. Vậy ra Tu Lan cũng bị người ta giật dây. Vì ma thuốc độc đổ cho nhà con nên gia đình con mới giàu lên nhanh chóng như vậy. Để tìm được xác người luyện ma không dễ, nhất là khi người ấy phải có mối quan hệ gắn bó với gia chủ. Chính vì vậy mà sau khi Tú Lan bước chân vào nhà con vái chào tổ tiên, chính là thời điểm tốt nhất để bắt đầu. Con bé Hương, con bé Mực, thằng Sò, chúng bị bắt đi cũng chỉ để tăng thêm quán khí cho vật chủ là Tú Lan thôi. Chính con đã từng nghe người ta nói, trẻ con càng chết thảm thì nghiệt quán càng lớn. Huống hồ có tới ba đứa nhỏ. Cơn xúc động khiến cho cậu điện trung lại bẫy. Sư cụ lắc đầu buồn bã, đi tới khẽ vỗ lên vai cậu rồi nói: Con à, con thông minh lắm. Ít người nào có thể nhìn thấy bản chất sự thật nhanh như vậy. Chỉ có điều đó, nhìn gương mặt của con, ta cũng có thể biết trong lòng con đã xác định thủ phạm ở đây là ai rồi, có phải không? Cậu Điền đứng phát dậy. Trong lòng cậu, cơn giận dữ lại bắt đầu trào dâng. Trong ngực cậu đánh lên liên hồi, vội nói một câu không đầu không đuôi: Hôm nay, hình như hôm nay là đêm trăng long. Chính phải, đêm nay là đêm trăng long. Sau khi thủy triều chân là thời điểm thích hợp nhất để mà luyện ma thuốc độc đó. Cậu Điện cau mày: Vậy tại sao thầy không nói chuyện này sớm hơn với con chứ? Nói sớm hơn thì chưa chắc đã phải là chuyện tốt. Ta đã hứa với một người sẽ nói cho con biết những điều con phải biết. Con càng tỉnh táo thì có thể sẽ ngăn chặn được những người vô tội bị vong mạng. Giờ này vẫn chưa phải là lúc đâu. Cậu Điền gần như bỏ mặc ngoài tai lời của sư cụ nói. Cậu toan chạy ra ngoài thì một giọng nói trầm trầm vang lên phía sau: Điền, đứng lại ngay. Cậu Điền giật mình quay lại, toàn thân chết đứng như trời trồng. Một tiếng kẽn vang lên từ phía bờ cát ngoài xa. Tiếng nói chuyện trăm trang của những người đàn bà đội nón ba tầm, tay ôm thúng đi đón thuyền cá trở về. Sáng chiều đỏ trực như màu máu. Đêm hôm nay, có khi nào quỷ sự thôn Bạch Đinh lại có thêm tang tóc? Cô Sen khẽ vén vạt áo ngủ thân màu nâu nhạt, vừa cầm cùi đun ấm thuốc, vừa nghĩ vẩn vơ về chuyện lúc sáng. Dạo gần đây đám gia nhân trong nhà ông bá bắt đầu bàn tán với nhau xin nghỉ mà bỏ đi nơi khác. Dù không ai dám nói ra mặt, nhưng những chuyện tang tóc liên tiếp giáng xuống nhà ông cuốn theo mạng sống của mấy đứa trẻ con trong thôn. Rồi cả việc bị khâu miệng chết trên bờ biển khiến cho ai cũng thấy rợn rợn. Ngôi nhà quyền quý quanh năm tràn ngập mùi trầm hương đã từng là mơ ước của biết bao nhiêu người, nay ngập tràn trong sự ảm đạm đến thê lương. Mấy người làm bếp còn kháo nhau rằng đêm hôm trước họ nghe thấy hai cha con ông bá to tiếng chuyện gì đó. Thế rồi cậu chủ Điền bỏ đi từ sáng tới giờ chưa thấy dậy. Ông bá hụm đóng chặt cửa cho ngồi trước Phật đường. Còn bà bá thì ốm nằm liệt giường không sao dậy được. Nghe tiếng ho húng hắng của bà bá vang lên, đám gia nhân vội vàng tản mát đi, mỗi người một hướng. Bà bá chỉ ốm mấy hôm mà người bà sộp đi như gần chục tuổi.
Bà đứng trên hiên nhà khẽ gọi: Sen à, có thuốc chưa? Cô Sen vội vàng đáp lại một câu, rồi lúi húi rót thuốc vào bát bưng lên. Bà Bá lững thững ra hiệu cho cô đi vào trong buồng. Căn phòng ngủ của bà có cửa sổ trông ra khu vườn nhỏ. Dù đã từng vào đây vô số lần, nhưng hôm nay cô bỗng có cảm giác kỳ lạ. Bà Bá nằm nghiêng trên giường, ngón tay của bà khẽ bó chặt vào chiếc chăn màu tím nhạt. Bà quan sát cô Sen một lúc rồi hỏi: Cậu Điền đâu rồi hả Sen? À, bẩm bà con không biết. Con chỉ thấy sáng nay cậu chạy ra ngoài bờ biển. Ông sai con đi gọi cậu về, nhưng mà cậu lại bỏ đi. Trong mắt con thì con trai ta là gì? Gương mặt cô Sen đỏ bừng, giọng nói trở nên lý nhí. À, bẩm bà, người ăn kẻ ở đã vào đây thì đều coi nơi đây là nhà. Cậu Điền là cậu chủ của chúng con, hơn nữa lại đang chịu tang vợ. Con không có ý gì khác cả. Một nụ cười khẽ lướt qua trên gương mặt bà Hùng. Bà khẽ nhấp ngụm thuốc, vờ như không để tâm tới câu trả lời của người đối diện. Cô Sen đương định cúi đầu xin lui thì bà cất lời: Vậy chứ ông Khâm đã về chưa? Nhà ta dặn ông ấy lên vùng Bắc Ninh để tìm chùa nhốt dòng con bé Tu Lan. Đã mấy ngày nay rồi, sao chưa thấy có tin tức gì hết vậy? Trong lòng cô Sen khẽ thở phào nhẹ nhõm, vì bà Bá đột ngột đổi chủ đề. Cô cắn môi: Bẩm, hôm trước ông có nói với con ngôi chùa ấy đông lắm, đợi tới lượt mình gặp sư trụ trì á, chắc cũng phải mất ít hôm. Con đồ chừng chắc bác Khâm cũng sắp về rồi. Bà Bá không nói gì, khẽ vẫy tay đuổi cô Sen ra ngoài. Bầu trời lúc này đã chạng vạng tối. Bà mân mê chiếc vòng cẩm thạch lạnh ngắt trên tay, gương mặt có vài phần phức tạp. Lão Khâm về đến thôn thì khi buổi chiều đã muộn. Bình thường vào giờ này lũ trẻ con đương chạy nhảy nô đùa ở ngoài biển. Lão buộc cổ xe ngựa vào trong khu rừng thông bên cạnh, một mình đi bộ lững thững dọc theo bờ cát. Từ sau những cái chết bất đắc kỳ tử xuất hiện, đứa trẻ con nào cũng bị người lớn giữ ở nhà, không cho ra khỏi cửa nửa bước. Trời đêm cuối thu đầu đông ở biển tối rất nhanh. Lác đác vài mái nhà trong thôn đã trông đèn lồng sáng trực trước cửa. Lão Khâm nhìn lên bầu trời như chờ đợi một thứ gì đó, nhưng có vẻ như mọi chuyện không giống như ý muốn của lão, khiến cho lão phiền lòng, thở dài sườn sượt. Bất chợt lão nhìn thấy hai đứa trẻ con lúi húi trèo qua bờ rào, đã vẹo đi một nửa vì cơn gió bão. Đôi mắt lão sáng lên như bắt được vàng. Lão nhanh trí nấp vào sau một đụng cát lớn để theo dõi. Hai đứa trẻ con đều mặc áo tất đen, có lẽ chúng không muốn gây chú ý tới người khác. Đứa con trai nhanh chân trèo qua trước, rồi sang bờ rào phía nhà đứa bé gái chờ đợi. Cô bé tóc buộc túm củ tỏi ở phía sau loạng choạng một lúc rồi cũng vượt qua được bờ rào. Tiếng thằng bé trôi vào tai Lão Khâm: Đi mau lên, đi tìm cô Điền đi. Con bé gật đầu không một chút do dự. Hình như chúng cũng nhận thức được sự nguy hiểm, nên đều cầm sẵn trong tay một con dao nhỏ. Riêng thằng bé kia còn có sẵn một đụng pháo đỏ rực. Lão Khâm nhìn thấy chúng đi về hướng nhà của mình thì lập tức bám theo sau, cất tiếng gọi: Nè, hai đứa. Nghe thấy tiếng từ đằng sau, thằng Đạt và cái Ngân giật mình đứng sững lại. Đụng pháo trong tay thằng Đạt văng ra, khiến cho nó vội vàng cúi xuống nhặt, rồi len lén giấu trong vạt áo. Lão Khâm mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ, trong mắt lão sáng lên một tia kỳ quái. Hai đứa trẻ líu tríu không biết nói sao. Một lúc sau, lão mới hỏi: Tối muộn rồi còn đi đâu như thế này? Về nhà đi, không thầy mẹ lại đi tìm đó, biết chưa? Cái Ngần chưa biết nói gì thì thằng Đạt đã cướp lời:
Dạ tụi con có việc phải đi gặp một người. Ờ, ai vậy? Dạ là cậu Điền. Cái Ngân buộc miệng nói. Lão Khâm nhìn về phía trước rồi chậm rãi trả lời. Cậu Điền đi giếng mộ mở tu lan ở trong rừng thông rồi. Nếu muốn gặp thì ta sẽ dẫn hai đứa đi. Trực giác của trẻ nhỏ mách cho cả hai đứa biết rằng người trước mặt không hề đáng tin. Thằng Đạt lắc đầu nói dối. Dạ không cần đâu. Tụi con có hẹn với cậu Điền từ trước rồi. Bây giờ này chắc cậu Điền đã đi thăm mộ về rồi đó. Tụi con tới nhà đợi cũng được. Biết hai đứa trẻ đã sớm nghi ngờ mình, lão Khâm vẫn giữ nguyên sắc mặt tươi cười. Thằng Đạt với cái Ngân vừa quay đi, lão liền chồm tới chụp miệng thằng Đạt. Cái Ngân hoảng sợ chưa kịp hét lên thì bàn tay phải của lão đã bóp chặt lấy cổ nó. Lực bóp không quá mạnh, nhưng vì sợ hãi nên con bé ngất xỉu đi. Thằng Đạt giãy giụa một lúc rồi cũng nằm im dưới đất không động đậy. Vụ việc tiến hành quá sức dễ dàng khiến cho lão Khâm có đôi phần bất ngờ. Xong lão cũng không để ý gì mà xốc hai đứa lên vai đi về phía cổ xe ngựa trong rừng thông rậm rạp. Vẫn còn một việc quan trọng nữa. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ tư của bộ truyện Đêm Trăng Đòi Mạng, tác giả Thảo Trang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý thính giả vào ngày mai với tập 5, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc tất cả mọi người một đêm tối an lành.